Công đoàn Giang phòng, Hội đồng Nhân dân và Quỹ ban dân quận Bình Thủy đã vừa tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Trong nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Công đoàn Giang phòng thường xuyên nắm bắt, phản ánh tâm tư nguyện vọng chính đáng và những trường hợp khó khăn của người lao động cùng với tập thể lãnh đạo có sự hỗ trợ kịp thời. Tiếp tục duy trì việc tổ chức hùng vốn xoay dòng không lãi hàng tháng, với 20 lượt công đoàn viên tham gia đóng góp 1 triệu đồng một tháng, Công đoàn duy trì đóng góp quỹ khuyến học khuyến tài thủ khoa bổ nghĩa, qua đó tặng quà cho hai em học sinh nghèo học giỏi được chi bộ đỡ đầu trị giá trên 30 triệu 500 ngàn đồng. Dẫn động công đoàn viên tích cực tham gia ủng hộ các hoạt động, các phong trào do Liên đoàn Lao động quận tổ chức phát động như tham gia mô hình dân vận khéo của Liên đoàn Lao động quận, công đoàn chung tay tương trợ giúp đỡ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, đóng góp quỹ tấm lòng vàng công đoàn Cần Thơ, quỹ vì người nghèo với tổng kinh phí trên 170 triệu đồng. Đại hội đã bầu ban chấp hành công đoàn khóa mới gồm 3 quỹ viên và bầu đại biểu đi dự đại hội công đoàn Quận Bình Thủy nhiệm kỳ 2023-2028. Đến nay, 91 trên 98 công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn lao động quận Bình Thủy đã tổ chức thành công đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.